Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh kiếm tiền 6886. Cái nội dung chính của anh em hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách để chúng ta claim cái token là WSM về ví của chúng ta mà cái video 3 tuần trước mình đã review hướng dẫn anh em để chúng ta mua cái IDO với cái token này. Và hiện tại nó đã cho chúng ta claim về ví, và để mà claim thì nó yêu cầu như thế nào thì anh em hãy xem kỹ video của mình để claim về ví ha. Và mình cũng thông báo cho anh em một cái tin vui, tức là cái token là WSM này nó đã list trên sàn là OKX rồi nha anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái sàn OKX, mình cho anh em xem cái giá trị hiện tại của nó nha. Đây anh em, thì giá bình quân của nó anh em, lúc nó mới list sàn á thì giá của nó là 0.02 nha anh em, 0.02. Và hiện tại nó cứ bình quân nó tăng từ từ nha anh em, nó đang tăng từ từ. Và giá của nó hiện tại đang là 0.03, tăng 46%. Ok ha. Mình rất là vui, chúc mừng anh em nha. Ok. Thì nếu như anh em nào mà đã xem được video này 3 tuần trước của mình có mua IDO thì nhớ xem kỹ video cách để chúng ta claim nha. Và sau đây mình sẽ ra mình nói cho anh em cái yêu cầu của nó để claim về ví ha. Ok, thì để mà claim về ví anh em, yêu cầu anh em phải có cái phí ETH nha anh em. Tại vì cái con WSM này nó chạy trên mạng là Ethereum, cho nên anh em phải có ít nhất là 5 USDT cái đồng ETH ha. Anh em có thể mua trên sàn Binance, sàn Onyx để anh em chuyển vào cái ví MetaMask sẵn của anh em nha. Sau đó anh em add cái token MemeCoin này vào, đó, có tên là WSM. Ok, để mà add token thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn nha. Rồi, để mà add token này vào cái ví MetaMask để chúng ta claim về thì anh em nhấn xuống dưới ha, ở cái trang web chính của nó, hiện tại cái mã token của nó thông báo ở đây luôn nè. Anh em lưu ý nha, anh em phải sao chép cái token này, đó, anh em sao chép. Rồi, anh em bấm chép ha. Sau đó chúng ta trở ra cái ví MetaMask nha anh em. Rồi, ở cái ví MetaMask đó thì anh em cứ chuyển qua cái mạng là ETH Mainnet Network nha anh em, là mạng chính của nó. Anh em nhấn vào chọn mạng nè. Thì ở đây nó sẽ có mạng BNB, rồi mạng Co nè, rồi mạng Polygon, thì anh em cứ chọn mạng ETH nha, giúp cho mình nè. Rồi, sau đó anh em nhấn vào cái chữ là nhập token ở bên dưới nè, anh em nhấn vào. Đó. Rồi, anh em chuyển qua cái chỗ là tùy chỉnh token nè, đó. Rồi, anh em dán cái địa chỉ mà hợp đồng vừa copy bên cái trang web ha. Sau đó anh em cứ load lại ha. Nó sẽ ra, tự động nó sẽ ra ngẫu nhiên nha anh em. Ok ha. Thì anh em cứ từ từ nó sẽ, rồi, nó sẽ ra cái số thập phân nè. Rồi cộng với cái token này. Rồi anh em bấm chữ nhập là xong thôi anh em. Ok ha. Rồi, thế là mình đã add cái token thành công. Nó đã add sẵn ở đây rồi. Thì mình đã add rồi nha anh em. Cho nên mình làm lại thì nó sẽ không có hiện ra cái chữ là hoàn thành ha. Ok. Thì sau khi đã add token thành công và anh em chuyển cái phí Ethereum vào rồi thì công việc của anh em bây giờ là trở ra trang web và chúng ta bắt đầu claim cái token của chúng ta về. Rồi, hiện tại thì cái token này nó có một cái yêu cầu, tức là nếu như anh em muốn gửi staking của nó để anh em nhận thêm á thì nó sẽ có cái mục gửi staking. Nhưng mà mình khuyên em á thì chúng ta không nên nha. Anh em chỉ muốn bấm vào cái chữ này, chỉ muốn yêu cầu mà không cần đặt cược ha, bấm vào đây. Tức là anh em phải đặt cược ngay á thì anh em sẽ gửi được token của anh em và nó sẽ tính lãi cho anh em là 44%. Nhưng mà nhiều anh em á sẽ không thích gửi anh em, tại vì nhiều khi cái token nó đang lên giá mà anh em không có token để bán á thì sau này nó xả hết rồi anh em lại lấy ra lại á, thì nó sợ nó xuống á, thì anh em sẽ bị lỗ ha. Ok, cho nên mình nghĩ anh em cứ bấm vào cái chữ là chỉ muốn yêu cầu mà không cần đặt cược nha anh em. Anh em nhấn vào này ha, giúp cho mình nè. Đó, thì nó yêu cầu chúng ta là sẽ là kết nối cái ví nha anh em, sẽ là kết nối cái ví nha. Thì anh em chỉ cần nhấn vào cái kết nối ví ở đây ha, hoặc là anh em có thể nhấn vào cái mục ba gạch ở đây nè để anh em kết nối ha. Rồi, anh em bấm kết nối ví nè. Rồi ở đây mình sẽ chọn một cái ví ha, ngẫu nhiên nè, anh em chọn ví nè. Thì đây mình chọn ví MetaMask nha anh em, lúc trước anh em mua trên ví MetaMask thì cứ chọn ví MetaMask ha. Rồi, sau khi chúng ta kết nối rồi, trang web nó sẽ đưa đến cái giao diện như thế này, chúng ta bấm kết nối nha anh em. Ok, thì mình đã kết nối thành công cái ví của mình, anh em cứ đợi chút xíu nha. Ok, thì khi nó yêu cầu như thế này nè, khi chúng ta đặt cược á thì anh em sẽ bị mất, sẽ bị được gửi vào để chúng ta đặt cược thì chúng ta sẽ được cái phí thêm á là 43% ha. Rồi, ở đây anh em chỉ cần bấm vào cái chữ khẳng định ở đây, tức là cái chữ claim anh em, anh em bấm vào khẳng định nè. Ok, thì anh em nhấn vào cái chỗ cái ví MetaMask của anh em một lần nữa nha, anh em cứ đợi ha, thì nó sẽ duyệt cái phí Ethereum của anh em đây, đó, ETH nè. Anh em lưu ý nha, phí có người thì mất tới là 5 đô, có người thì mất 2, như mình là hiện tại phí gas của mình là 2.86 USDT nha anh em. Đó, anh em cứ kéo xuống dưới nè, đây, ở đây có cái chữ xác nhận nè, đó. Thì anh em có cái token nhiều thì anh em sẽ xác nhận nhiều, còn anh em có ít thì nó sẽ tính phí ít nha. Ok, anh em bấm xác nhận nha, thì nó sẽ trừ cái phí gas của anh em. Ok,
để xác nhận giao dịch của bạn, vui lòng kiểm tra ví của bạn. Đôi khi ví có thể không thông báo cho bạn khi giao dịch gửi tiền. Tuy nhiên bây giờ bạn sẽ thấy giao dịch mà bạn có thể đăng nhập vào ví ha. Anh em bấm được rồi nè. Ok, thì mình sẽ đợi chút xíu nha anh em. Mình sẽ đợi chút xíu, mình load lại ha. Rồi, bây giờ mình sẽ trở ra ví mình xem thử nha anh em. Ok, thì sau khi trở ra ví anh em thì số dư của mình nó đã được cộng vào này, 1454 ha. Tức là lúc trước mình mua 50 đô nha anh em, mình mua 50 U ha. Thì giá hiện tại thì theo mình tính đó, thì nếu mình 50 U anh em nhân cho 0.03 ha, thì mình sẽ trở ra máy tính mình tính xem thử lỗi không nha anh em. Và token của mình đang có là 1454 ha. Ok, thì lúc trước mình mua IDO giá nó tới 0.33 anh em à. Ok, mình bị lỗ mất là 7 USDT nha anh em. Thì hiện tại giá 0.03 là mình chưa có thể bán được nha. Và mình làm video này là để hướng dẫn chi tiết cho anh em cách để chúng ta claim về ví. Và sau đó mình sẽ đợi cái giá của nó lên thì mình mới bắt đầu là bán nha anh em. Thì mình hy vọng cái kèo này nó sẽ là x10, x100 nha anh em, x10 ha, hoặc là x100 để cho anh em kiếm thêm thu nhập ha. Và nếu như nó lít sàn mà giá anh em cứ tính đi, nếu như 1 U ha, nếu như 1 đô thì mình sẽ được làm 1454 đô. Đó, mình lãi rất là nhiều lần, gấp 100 lần luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ trở ra cái chỗ là dự án để mình cho anh em xem là cái dự án này nó sẽ như thế nào nữa nha anh em. Và anh em lưu ý một điều nha anh em, thì hiện tại này nó có ghi một cái thông báo nè, nhiều sàn giao dịch hàng đầu niêm yết trong 7 ngày sắp tới nha anh em. Anh em lưu ý ha, tức là 7 ngày sắp tới này sẽ có rất nhiều sàn list cái token này. Và đây là mình nghĩ là một cái đồng meme coin, nó sẽ rất là tiềm năng và có thể giá của nó sẽ rất là bay nha anh em. Cứ từ từ chúng ta cứ đợi nha, tại vì nó mới cái list sàn mình thấy nó bay khoảng là 46% là ok rồi. Anh em vào kênh Twitter của nó nè, anh em xem ha. Ví dụ như anh em có nhiều cái token đó thì anh em có thể hold. Còn nhiều anh em ít quá thì cũng có thể hold, mà nhiều quá chúng ta cũng có thể bán bớt ha, để chúng ta lấy lại số vốn của chúng ta. Đó là tùy anh em thôi, chứ mà mình không có khuyến khích anh em ha. Ok, thì mình cách đây nó post rất là nhiều bài đăng ha. Thì hiện tại nó báo là đã list OKX được 1 giờ ha. Và hiện tại giá trị của nó đang ở đây anh em. Lúc mới list đó thì chỉ có 0.2 thôi, bây giờ nó đã bay nè. Và hiện tại mình đã coi trên sàn OKX đó, nó đã bay lên tới 0.3 rồi. Mình sẽ trở ra cái sàn OKX xem thử giá của nó có bay thêm chút xíu nào nữa không nha anh em. Ok anh em, thì giá hiện tại nó đã bay lên tới là 0.03 ha, 0.33, 61%. Và mình nghĩ sau 24 giờ nữa mình nghĩ nó sẽ có thể nó sẽ mất một số 0 cũng có thể nha anh em. Nếu như nó mất một số 0 là chúng ta sẽ x10 ha, x10. Mất hai số 0 thì chúng ta sẽ x tới 100 lần ha. Ok nha. Và mình nghĩ cái kèo này nó cũng sẽ không thua cái kèo cái đồng BB con ếch xanh đâu anh em à. Mình nghĩ đây là một kèo cực kỳ tiềm năng á. Ok, thì mình đã review hướng dẫn anh em cách để chúng ta claim cái token là WSM về ví MetaMask của chúng ta đã xong. Anh em nào xem được video này thì hãy nhanh tay làm, và chúng ta cứ đợi giá và chúng ta bán thôi. Và để mà gửi tiền mã hóa lên cái sàn OKX này á, thì nếu như anh em không biết cách làm á, thì anh em mình nếu như khi giá nó tăng lên mình sẽ ra một cái video hướng dẫn chi tiết cho anh em cách để chúng ta bán nha anh em. Ok ha. Rồi sau đây mình random nha anh em. Video dạo gần đây nó mất đề xuất của anh em, nó rất ít lượt xem. Anh em xem thì nhớ cho mình một cái like nha anh em, cái like cái comment thật hay ha. Mình sẽ random cái video cuối cùng trong ngày hôm qua. Ok, mình sẽ sao chép liên kết này. Rồi, quá nhiều lượt comment anh em à, nhưng mà lượt like thì rất ít ha. Anh em bấm một người chiến thắng nè. Ok, thì Hiếu thứ hai, Hải KT OL. Rồi, xin chúc mừng bạn và liên hệ Telegram nhận thưởng nha. Bye bye.